Thưa quý vị, một nữ bệnh nhân ở Vân Đồn, Quảng Ninh điều trị suy gan tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trung tuần tháng 3 vừa qua, vừa mới ra viện đã được Bảo hiểm Y tế chi trả gần 1,4 tỷ đồng điều trị bệnh. Đây là bệnh nhân được chi trả phí khám chữa bệnh cao nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay. Trước đó vào tháng 3 đã có một bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế được chi trả trên 1 tỷ đồng. Ông Đàm Hiếu Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Bảo hiểm Y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc. Trong một tháng vừa qua, Bảo hiểm đã chi trả cho 360 bệnh nhân có chi phí khám chữa bệnh từ 300 triệu đồng trở lên. Bệnh nhân gồm 1.260 bệnh nhân có chi phí khám chữa bệnh từ 200 đến 300 triệu đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2018, chi phí tiền ngày giường bệnh đã tăng 20% so với cùng kỳ, tương đương số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Nhiều bệnh viện, 40 đến 60% chi phí y tế là chi cho tiền giường, không còn tiền chi cho thuốc, dịch vụ kỹ thuật và các chi phí khác. Nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế cùng đang tính toán lại giá giường bệnh hiện rất cao. Được biết, tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị nội trú trong các tháng đầu năm là 8,6% tổng số bệnh nhân đến khám, trong khi trước đây chỉ là 5-7%. Nhiều bệnh nhân rất nhẹ cũng chỉ định vào điều trị nội trú và đẩy chi phí tiền giường lên cao. Vâng, thưa quý vị, từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018 vừa rồi thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục có ý kiến về việc bội chi ngân sách dẫn tới thâm hụt nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Và vào cuối năm 2017 đã có cuộc họp căng thẳng giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về vấn đề này. Tuy nhiên, kết quả thì chưa đi đến đâu. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì ở nhiều cơ sở y tế hiện nay, việc bội chi quỹ bảo hiểm y tế đã xuất hiện nhiều hơn so với trước. Dù giá dịch vụ y tế có điều chỉnh nhưng mà mức tăng chi phí bảo hiểm y tế chi trả cao hơn nhiều lần. Đáng nói, một số cơ sở y tế, giá dịch vụ y tế do bảo hiểm y tế chi trả chênh nhau tới hàng chục lần. Điều này khiến Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng có sự bất thường, không minh bạch trong việc chi phí khám và điều trị bệnh do bảo hiểm y tế chi trả.